Cái nóng oi bức của những ngày hè là thời điểm lý tưởng để trẻ có thể trải nghiệm và vui chơi ở các hồ bơi. Và đặc biệt hơn, khi đến hồ bơi, phụ huynh có thể cho trẻ tham gia các lớp học bơi để tăng cường kỹ năng phòng chống đuối nước. Vì thế, dịp hè chính là thời điểm nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn cho con em mình tham gia các khóa học bơi. Bơi là một trong những kỹ năng rất cần thiết để cho bé hòa nhập, và bơi nó còn thêm một cái nữa là bé sẽ phát triển về chiều cao. Và khi bơi thì bé tiếp xúc với nắng thì có nhiều vitamin D, cho nên là mình muốn là cho con mình học rất là sớm. Bơi lội không chỉ là một hoạt động vui chơi giải trí mà còn mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Tuy nhiên, để giúp trẻ có những buổi đi bơi thật sự an toàn thì các bậc phụ huynh cũng cần có những lưu ý. Trước khi cho bé bơi thì mình phải khởi động để bé xuống đừng có bị dập bẻ. Đầu tiên thì mình xoay khuỷu tay và cổ bằng chân. Sau đó là xoay vai, rồi tay, rồi giang tay ra, khởi động vai, rồi xoay hông, rồi xoay cổ. Mình phải trang bị trước những cái dụng cụ cần thiết để cho nó nổi, để an toàn. Ví dụ như là phao tay, phao lưng, rồi phao cây, không thôi là áo bơi. Và phải có cái kính để bé đeo nó mở mắt ở dưới nước không bị cay mắt. Kính thì mình lựa cái gòn của nó tốt, nó không có vô nước. Mình trang bị cho bé là nón để tóc nó đừng có bị sơ đó. Hồi nhỏ nó có đầu cạn nó 1m1, còn cái đầu sâu của nó là 1m7. Những em mà mới biết bơi thì mình cho bơi ở đầu cạn thôi. Khi đã biết bơi rành rồi thì mình tập bé bơi ở độ sâu. Và mình đồng thời đó mình cũng trang bị phao, rồi mình cũng phải kèm theo bé. Sau khi bé học xong á là cho bé tập thở nước, rồi thư giãn chút xíu lên cho bé tắm nước lại nước sạch. Đi bơi con thích nhất là cảm giác mát mẻ trong nước, được vận động tay chân làm cho mình có nhiều sức khỏe hơn. Khi con được trang bị đầy đủ các thiết bị để bơi thì con cảm thấy như con an toàn và không bị đuối nước. Con cảm thấy thoải mái và vui chơi với bạn bè. Ngoài khởi động và trang bị những dụng cụ cần thiết cho trẻ thì các bậc phụ huynh cần cho trẻ uống đủ nước trước, trong và sau khi bơi để tránh trường hợp thiếu nước có thể dẫn đến việc mất cân bằng điện giải gây mệt mỏi chuột rút. Điều này sẽ giúp duy trì năng lượng và sự tỉnh táo của trẻ để luôn có những buổi đi bơi thật vui vẻ và an toàn trong kỳ nghỉ hè.